các bạn ơi, thì giống như hồi nãy Mary có livestream là Mary sẽ đi gặp bạn của Mary á, thì bây giờ Mary đã tới rồi các bạn ha. Thì bạn của Mary cũng tới rồi, nói chung là đúng hẹn cũng được đúng giờ luôn, nhưng mà chỉ có điều là Mary không có cho cái địa chỉ, chỉ nói là ở ngay Q với lại Shepard thôi, nên thành ra là bạn của Mary đang ở bên kia, nghĩa là bên kia đường, nhưng mà cũng là ngay đây. Thì bữa nay Mary sẽ đi ăn phở các bạn, dẫn bạn của Mary đi ăn phở. Thì bạn Mary nói là có ăn phở rồi mà Mary không biết là ăn ở đâu. Bình thường á thì tiệm phở thì rất là nhiều, nhưng mà kiếm được chỗ ngon thì không có nhiều, nên thành ra bữa nay Mary muốn dẫn bạn của Mary đi ăn phở coi là như thế nào. Trời ơi, thấy cái kiến này Mary nhớ hoài các bạn ơi. Bạn của Mary hay la Mary lắm. Hi. Hey, how are you? Mới nhé. Ok, bây giờ Mary sẽ đi các bạn ha. Mary sẽ bạn của Mary sẽ đi ăn ở ngay đây luôn. You got a new car. I got a new car, that's right. Wow. It's been almost 1.5 years. Các bạn. Hello. Hi, thank you. Your seafood? Yeah. That's yummy. Looks yummy. Boring. Is there any bread? Let's go. Where's tofu beer? Is there any tofu here? So you need this one. This is for the dip. You eat spicy? You want to put inside? Yes, you can put inside. And this one is for the dip. You want me to put all of them in soup? You can keep it there and then put another one in the soup. More. It looks. That's spicy. Put this one a little more. A little more? Yeah. How is it? It's good. How's the soup? I like it. Đây các bạn, mời các bạn nha. Mình sẽ try chút xíu. This is octopus? Yeah, I think so. Đây Mary ăn phở đặc biệt các bạn, còn Salmon thì ăn phở hải sản. This one is too small for me. I need a large child or extra large. You're good. You're good with chopstick. Yeah. I'm gonna set the ớt. And then nước tương. Hi, can I get the hot sauce? This one? Yep. So you don't like this one? Do you dip in this one? What am I going to do with this one? Dip the seafood. Dip the seafood. You want to put it inside the soup? Yeah, you can do that. Okay, I'll do that. Đây, các bạn mời các bạn nha. Bữa nay xem mình không chịu. Say hi đi xem mình. Hey guys. Wow, this is really good. I wish they have halal. So you can try.
No, I mean I wish they have a lot for you to try. The pho, it's much better than Thailand, I think. It's different. Beef pepper? Yeah. No. I have to cut them. Why? Spicy. How was it? Take a big bite. Xíu nữa ăn trong hả? Nên với lại sơ mặn sẽ đi uống bất cứ gì. Is it better than last time? Yeah, let's put this one. Is it better or the same? You guys don't drink the soup, right? This one too. I think you're only eating the food. No. You don't finish. Yes, we do drink. Yeah. Actually, you usually we not finish all the soup. Why? Too much. Maybe. Maybe. Don't tell me you're gonna finish soup only. I'm gonna finish all of them. Okay, that's good. I'm crying, guys. So I'm happy. You're not even take a bite yet. It's just a small bite. This I'm part is not. A bite. No. No. Same as you. It's yeah. Easy. That's yeah, good. It's easy. Okay. I'm so proud this of myself. When you swallow, the fire starts. Is this tofu or is it just a fish? Mary, is this tofu or meat? I don't know, but I don't think it's real. So it's tofu. Maybe it's like fish ball or something. Mm-hmm. I think so. Có người khóc à? I just somebody is crying. You hurt yourself. Sao mình ngại các bạn, quay phim ngại. Quay phim đi chơi này kia không sao, nhưng mà ăn uống thì ngại. Các bạn ơi, nhiều thịt quá trời luôn nè. Mà mình cũng thích ăn thịt nhiều. The soup is so good.
này là trà đá các bạn. Đây các bạn, sau mình đem để mà tặng cho mấy mình quá trời luôn. Giống nhau nhưng mà nó khác sai. Thì xưa mình đang bán mấy cái này các bạn ha, các bạn nào mà muốn mua thì các bạn có thể liên hệ. Đây là xưa mình đem tặng cho Mary. Cái này là cái đặc biệt mà Mary rất là thích này, rất là dễ thương luôn này. Kiss me. So, man, do you have Instagram? No way. Yes, I do. I open anyway. You post pictures? Yeah. Yeah? I did post video. So, I didn't follow you? I did post video while I'm playing video. I saw a piano, actually. Oh, so, man, play piano rất là tốt luôn các bạn. If you want to go like it. This IGTV, the screen is bigger. Just open one. Put some volume here. So man, in this video you look so old. Really? Oh, some secret. It's my brother. I don't understand anyway. David 1309 yazıyor. MC David Park. Evet abi. Nè. Ủa hồi nãy nó đi, bây giờ không đi nữa. Ôi các bạn ơi, mình sẽ các bạn trên mạng giỏi quá. You're gonna face all the food. No? Yes? That's it. Hey, Sherman, ăn giỏi quá, sạch luôn. Yes? I said you're good. You finished all. That's good, yeah. I want to see you guys. Mày thì không có ăn hết được các bạn ơi, nhiều thịt quá. Lần sau chắc là mình sẽ kiểu nhiều phở thôi. Yeah, let's go. Hi. That was a perfect day. How do I say good? Yeah, ngon, ngon. Ngon, the food was ngon. Okay, let's go have a bubble tea, wait. Yeah, let's go. Hey, so man, call. Will you open the door for me? See, thấy hả, sướng hả? Thank you. Thank you, so man. Đây mình sẽ đi ăn, đi mua đồ uống ngày con trà đây. Đây có rồi các bạn. Here's how I open the door for you. See? You're cheating. Which one is yours? I don't know. The same. The same? Yeah. You got it? No. Okay. Yeah.
đây các bạn. Why you have to ask me? It's long. It's ngon. Cheers. Cheers. Ấy các bạn, sơ mình nói ngon. Đấy, ngon ấy. It's long. Ngon. Yeah, it's long. Yeah, ngon. Yeah, not too sweet. Actually, it's still sweet. What? It's a little bit, yeah. Yeah, still makes sweet, maybe. You get like a little sugar. How many did you get, sugar? We got 30%. Oh, it's maybe 10, sugar. Maybe 10. But they don't have 10. Oh, so no sugar. Yeah, 30, 50, 70. They also have waffle with tapioca, it's really good. And strawberry, mango, it's really good. But we are full. Yeah, have to have that. Bạn ơi, mình đã tới rồi. Bây giờ thì sao mình phải đi công chuyện, mình cũng sẽ đi về ăn uống xong xuôi rồi. I have so much fun with Salman every time I see him. Yeah. Okay, I'll see you next time. Ciao. Xin chào, bye bye các bạn. Salman, bye bye các bạn. Xin chào, bye bye các bạn. Các bạn. Bye bye. Yeah, you have to learn more, okay? Yeah. Okay, bye bye các bạn. Hey các bạn ơi, thì Mary mới vừa gặp Salman xong các bạn thì chắc là hai chị em, Salman thì nhỏ hơn Mary. Nói chung là hai người mới về đi ăn ngay đây, xong rồi đi uống bốc cà thiên, thì bây giờ là đi về. Các bạn Mary cũng chuẩn bị rước hai đứa. Nói chung là bây giờ còn sớm. Salman thì nói chung nó cũng là đang kinh doanh các bạn, nên thành ra nó có việc nó phải đi. Hôm nay sẽ là một video của Mary với lại bạn thân của Mary. Sao mình là bạn thân của Mary nhưng mà từ lúc dịch thì chỉ có nói chuyện, lâu lâu nói chuyện thôi, cũng không có đi chơi các bạn ơi. Hình như là tới bây giờ là khoảng 3 năm rồi các bạn. 3 năm rồi Mary không gặp. Từ lúc trước khi dịch là hồi trước Mary có đi hái dâu tây đó, thì có video Mary đi hái dâu tây với Sao mình với hai đứa nhỏ, hai con mắm. Thì từ sau video đó là chỉ có nói chuyện hoặc là nói chuyện trên phone thôi à, chứ chưa có gặp các bạn. Thì tới bây giờ gặp là 3 năm các bạn ơi. Trời ơi, em sẽ đi về đây các bạn ơi. Mình sẽ dừng video ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới.